con cô dì chú bác nhé. Hôm nay thì Hải Yến sẽ giới thiệu đến cho quý bà con cô dì chú bác mình cùng tham khảo một cái vườn nhãn, một vườn nhãn lồng. Thì ở đây thì thuộc xã Ebo nhé các bác, xã Ebo huyện Cư Rút tỉnh Đắk Nông. Cái mảnh đất này thì nói chung là rất thích hợp cho cái những cái vườn nhãn như này này các bác này. Đó, cái này thì bác chủ nhà đã đang vừa thu hoạch xong lứa 1, đây là lứa 2 nha các bác. Đây lứa 2 đây mà trái thì nói chung là tầm này thì nó phải tầm rơi vào tầm 10 đến 15 ngày nữa sẽ được thu. Thì trái thì hiện tại là giờ cực kỳ là ngọt luôn, Hải Yến vừa ăn rồi. Đó thì cái mảnh đất này thì nói chung là ở đây á thì vùng đất Tây Nguyên á thì rất chi là thích hợp cho những loại cây ăn trái. Rất thích hợp cho loại cây ăn trái, hầu như là nhãn lồng và sầu riêng và xoài và vú sữa nha các bác. Đây các bác nhìn những cái chùm nhãn. Chùm này thì nếu mà nó to ra thì nó sẽ rơi vào tầm hơn 1 ký luôn đó các bác. Hiện tại giá thành bây giờ thì nó rơi vào tầm 23.000 tại vườn 1 ký. Thì nếu mà ra thị trường thì nó rơi vào tầm chắc cũng tầm 25-26.000 nha các bác. Đó thì các bác nào mà muốn về đất Tây Nguyên á để trồng cây ăn trái thì cứ alo trực tiếp Hải Yến nhé. Hải Yến sẽ dẫn các bác đến tận những cái mảnh rẫy rất chi là thích hợp để cấy cây. Thì ở đây thì nói chung đằng sau đây là một cái view sông này, khá là đẹp luôn. Thì nếu mà bác nào mà muốn thì Hải Yến bay cam thì các bác có thể nhìn hình dung nó dễ hơn. Đấy, các bác nào yêu quý mà trồng cây ăn trái thì nhớ về đội của Hải Yến nhé. Hải Yến xin chào quý bà con, cô dì chú bác mình ạ.